đi kiếm mặt bằng được 2 ngày không kiếm được mặt bằng và chán quá, nhắn tin cho mình mới bảo là cảm thấy tụt mood và thất vọng vì không kiếm được mặt bằng. Cái bạn mà đang bán ở xe bánh mì của mình đang có học việc ấy, tối qua mình nhắn tin cho tôi bảo là mới đi kiếm mặt bằng được 2 ngày và chán quá và muốn bỏ cuộc. Trong kinh doanh ấy, mới có 2 ngày thôi mà đã chán bỏ cuộc thì khả năng thành công có không ta? Chắc là không có đâu. Mình kể cho các bạn câu chuyện mình đã kiếm mặt bằng thời gian dài như thế nào. Có những mặt bằng mình đã kiếm được 1 năm, 1 năm mới kiếm được. Có cái mặt bằng ở bên đường Quốc lộ 50 quận 8, mình đã ngắm được cái mặt bằng đó đẹp rồi. Và lần đầu tiên thì mình vào mình hỏi chủ nhà, mặt bằng anh có cho thuê không? Em muốn thuê ở góc ở phía trước để cái xe bánh mì. Thì anh chủ đấy anh lắc đầu anh nói là không cho thuê. Rồi 1 tháng sau mình lại vào mình hỏi tiếp thì anh cũng không cho thuê. Rồi đến nửa năm sau mình lại quay vào mình lại hỏi lại 1 lần nữa thì anh đó cũng không quyết định cho thuê. Một ngày rất là đẹp trời thì mình đi ngang qua đó. Lúc đó thì cũng cách cái ngày đầu tiên mình đến nó khoảng 1 năm gì đó. Mình đi ngang qua đó thì mình lại vào mình hỏi: "Anh ơi, bữa nay anh đã có ý định cho thuê cái mặt bằng ở phía trước chưa? Em muốn thuê để em bán mì ở phía trước." Và cuối cùng thì anh đó đã quyết định cho thuê. Nên là kinh doanh thì mình lên nhìn những tầm nhìn dài hạn. Đôi khi ngày hôm nay không được thì ngày mai không được thì mấy tháng sau và năm sau. Nên có những mặt bằng kiếm cả năm trời mới có. Nên là bạn trẻ nào đang muốn khởi nghiệp mà đi kiếm mặt bằng khó quá, mới kiếm được có 2 ngày mà muốn bỏ cuộc ấy, thì hãy xem video này để làm cái động lực. Mình kinh doanh là kinh doanh dài hạn, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải kinh doanh 2 ngày không kiếm được là bỏ cuộc nhá. Chúc anh em kinh doanh thành công.